Ngày 25 tháng 8, Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai thông báo về việc Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo cơ quan liên quan xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Trần Ngọc Thanh. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, ông Trần Ngọc Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, xây dựng, để người dân xây nhà, công trình trên đất nông nghiệp. Vụ việc diễn ra nhiều lần trong thời gian dài, nhưng ông Thanh thiếu kiểm tra giám sát cán bộ công chức thuộc quyền, giao việc nhưng không đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện. Đồng thời, khi phát hiện vi phạm của người dân, nhưng ông không có biện pháp xử lý dứt điểm để vi phạm kéo dài. Những vi phạm của ông Trần Ngọc Thanh được xác định nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín bản thân, tổ chức đảng và chính quyền địa phương.